Hay nhở. Khải à, cứ đi hào tao đi. Cái gì đây? Anh mời tôi sang đây anh chiêu đãi tôi ăn hải sản mà anh cho tôi ăn rau dền thế này à? Tôi cũng muốn cho bạn ăn hải sản lắm nhưng mà tôi hết tiền rồi bạn ạ. Tưởng gì? Cứ đi mua đi. Tí nữa em trả tiền cho. Nhớ đấy nha, nhớ đấy nha. Em nhớ. Đi luôn, đi luôn. Đi 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 đi. Thôi để em trả cho. Anh trả cho. Thôi em trả. Rồi em trả cho. Thôi nào. Em trả cho. Để em trả mà. Ra đây ạ. Đúng em của anh. Trả mấy khi em mình với anh cũng được. Hôm nay mày trả cho anh đúng đỉnh. Em cảm ơn nhé. Thôi đi. Anh em tốt. Đi, đi về đi. Đi đi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng múc băng hải sản hấp bao gồm mực bạch tuộc và tôm. Các nguyên liệu để bớt tanh và nhớt thì chúng ta chỉ cần rửa qua với nước muối. Hải sản thì mình thích ăn hấp nhất bởi vì là nó sẽ giữ được độ ngọt. Rồi, đây chính là đĩa hải sản hấp của chúng tôi. Mọi người đoán xem cái đĩa này của chúng tôi là bao nhiêu tiền nhỉ? Hồng Phúc ấy. À, em là khách, anh là chủ nhà, em mời anh ăn trước ạ. Được, đúng là em dai của anh, hôm nay đã trả tiền hết cho anh rồi. Còn mấy ăn trước nữa, được, để anh thỉnh luôn. Anh, chưa chấm mà đã ăn rồi à? Ngon. Ngon thật không? Ngon thật, bạn thử đi. Đây. Từ từ từ. Tao vừa mới chấm mà đã hết mất rồi. Cho anh thêm ít nữa đi. Cho thêm nhiều nữa không? Cho thêm ít. Đậm đà đấy, nó chua ngọt vừa phải luôn. Hoặc là ai mà thích chua hơn ngọt hơn, người ta cho thêm tí chanh vào hoặc là tí đường vào. Nhưng mà em thấy là cái vị nguyên bản của nó đã rất là cân bằng và vừa miệng ngoài, phải không? Đúng. Thôi, cái chai này hôm nay để đây cho tôi nhá. Ngày mai tôi còn lấy chấm rau muống luộc ăn nó thành ruột, hiểu chưa? Ok, bữa hôm nay là em thanh toán tiền rồi. Nhưng hôm nay anh rửa bát nhá. Ui giời, cuộc sống này có qua có lại. Em tốt như thế em trả cho anh. Đương nhiên anh phải rửa bát cho nó đúng rồi. Em ăn uống nghỉ ngơi đi. Ngủ quá, em đi ngủ trước nhá. Em ngủ đi nhá. Đúng rồi, em trả tốt của anh, đi ngủ đi.